Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, ngươi là kẻ ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì thế là họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết tướng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào biết ta cũng biết cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô tội. Còn nữa, chúng ta nhắm mắt cúi đầu, tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta nghe lời Chúa. Ấy lại Thiên Chúa yêu dấu chúng con, đấng đã đến thế gian đi và chết cho chúng con, sống lại vì sự sức công bình của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ngài sức dầu chuyển mỗi một chúng con trong giờ phút này. Xin Chúa ngài cho tai của chúng con được mở ra để nghe được tiếng phán của Chúa qua môi miệng của con. Con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Nhưng thưa ông bà anh chị em, Chúa Jesus có nhiều lời hứa lắm, và một trong lời hứa mà chúng ta không muốn nghe và không muốn tiếp nhận, đây chính là lời hứa đấy. Chúng ta rất thích nghe những lời hứa về chữa lành bệnh tật này, thịnh vượng về mặt kinh tế này, lời hứa về đời sống sung mãn này. Nhưng mà có một lời hứa mà của Chúa ban cho không ai muốn tiếp nhận và ước chi không được viết trong Kinh Thánh. Đây, chúng ta vừa đọc lời hứa của Chúa đấy. Nhưng mà rất tiếc rằng những lời hứa kia quý vị không chiến đấu thì quý vị không nhận được. Nhưng mà lời hứa này dù chúng ta muốn hay không muốn, nó vẫn cứ đến. Chúa nói rằng các con sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Giê-xu nói như vậy. Ai đi theo Chúa mà không phải đối diện với sự ghen ghét của người đời, sự ghen ghét của những điều bất chính. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Chúa Giêsu giải thích tại sao những người đi theo Chúa lại bị ghét. Không phải vì chúng ta xấu, vì chúng ta không thuộc về thế gian. Khi chúng ta sống ngược lại với thế gian thì chúng ta sẽ bị ghét ghét. Và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho những người nào muốn sống công chính cho Chúa Jesus Christ. Lời Chúa nói, người nào sống công chính cho Chúa Jesus chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Còn chúng ta sống hai hàng, đi hai hàng á, lúc ở nhà thờ thì là giống Chúa, mà lúc ở thế gian thì giống thế gian, thì không ai bắt bớ chúng ta hết. Người ta hay nói đi với Phật thì mặc áo cà sa và đi với ma mặc áo giấy. Tức là mình thích ứng trong mọi hoàn cảnh ấy, thì không ai bắt bớ chúng ta. Nhưng mà đấy không phải là điều mà Chúa muốn chúng ta sống. Ngài muốn cho cơ đốc nhân của chúng ta luôn luôn là sự sống và sự sáng ở trong tất cả mọi chỗ và mọi nơi. Điều này có nghĩa rằng là sẽ có nhiều cái nếp sống trong đời sống cơ đốc rất khó được chấp nhận ở nơi cộng đồng người ngoại đạo, thậm chí là cả những người trong đạo mà không tin Chúa nữa. Đi theo Chúa là rất khó ông bà anh chị em. Nếu mà để tiếp nhận Chúa vào lòng ấy, để mà nói là tin Chúa, anh có tin Chúa được lên thiên đàng không, thì 100 người người ta đều giơ tay cả 100.
Nhưng mà đi theo Chúa thì không phải ai cũng đi theo Chúa được. Bởi vì đi theo Chúa nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đòi hỏi người đó phải chết đi bản thân này, người đó phải từ bỏ tội lỗi này, đòi hỏi cái người đó phải sẵn sàng để trả giá nữa. Thì cái đấy là không phải là ai cũng sẵn sàng làm được. Thế còn bây giờ quý vị đi ra mà nói về Chúa cho mọi người và anh tin Chúa được lên thiên đàng, người ta sướng quá, ai cũng tin. Chẳng ai muốn xuống địa ngục hết. Anh tin Chúa được chữa lành bệnh tật, ai cũng muốn. Anh tin Chúa được sự chúc phước về mặt kinh tế, ai cũng muốn. Nhưng mà đi theo Chúa đó thì không phải là ai cũng sẵn sàng. Chúa Giêsu nói rằng môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Nếu như người ta bắt bớ thầy thì sẽ bắt bớ trò. Nên chủ của chúng ta là Chúa Giêsu bị bắt bớ. Tôi hỏi ông bà anh chị em, Chúa Giêsu có làm gì sai không? Chúa Giêsu toàn làm điều phúc cho mọi người, vậy mà Chúa Giêsu cũng bị bắt bớ. Thì Chúa Giêsu nói rằng là ta là thầy là Chúa mà còn bị như vậy, huống chi là các con. Còn cái sự mong đợi của chúng ta đó, đó là làm thế nào để chúng ta thích ứng đối với sự bắt bớ, chứ không phải là tránh sự bắt bớ. Chúng ta không thể nào là tránh được sự bắt bớ, mà chúng ta phải học tập thích ứng với sự bắt bớ và đứng vững trước sự bắt bớ đấy. Các môn đồ trong thời kỳ đầu tiên, trong những thế kỷ đầu tiên, khi họ tin nhận Chúa Giêsu thì họ biết được cái ý nghĩa của câu kinh thánh Chúa Giêsu nói rằng là ai muốn theo ta thì phải vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo ta. Họ hiểu rằng là đi theo Chúa là phải sẵn sàng chết tử vì đạo, chứ không phải giống như chúng ta ngày hôm nay này, đi theo Chúa là mình có rất nhiều lời hứa hẹn. Lời hứa hẹn đến từ đâu? Đến từ những người mới tin Chúa này. Khi mình đi, mình làm chứng, mình đưa ra những lời hứa hẹn cho người ta là tin Chúa được vào thiên đàng, tin Chúa được tha thứ tội lỗi, được sức khỏe, được chữa lành, vân vân. Tất cả những điều đó rất là tốt, tuy nhiên mà chúng ta mới chỉ có nói một nửa phúc âm thôi. Phúc âm của Chúa Giêsu là còn sự bắt bớ, và chúng ta sợ nói sự bắt bớ thì người ta sợ không dám theo. Thế ông bà anh chị em ơi, những kẻ nhát, hèn nhát không được vào nước thiên đàng, quý vị có biết điều đấy không ạ? Trong sách Cải Huyền nói những người hèn nhát, những kẻ hèn nhát không được vào nước thiên đàng, không được hưởng phần sự sống từ nơi Chúa. Ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta sẽ chối người đó trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta sẽ xưng người đó ở trước mặt Cha ta trên trời. Câu số 21, Chúa Giêsu nói: nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội gì, song bây giờ họ không thể chữa chối được tội lỗi mình. Chúa Giêsu đang nói trực tiếp về người Giuđa, về người Do Thái, vì Chúa Giêsu đã đến từ giữa người Do Thái để cho họ biết con đường cứu rỗi, nhưng họ khước từ Ngài và lại còn quay trở lại để bắt bớ Ngài nữa. Câu số 23, Chúa Giêsu nói: kẻ nào ghét ta thì cũng ghét Cha ta nữa. Người Do Thái bảo: không, chúng tôi không ghét Cha, chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Cha, thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng tôi tôn kính Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài nói rằng ta chính là con của Thiên Chúa, ai ghét con cũng là ghét Cha. Họ bảo: chúng tôi không ghét Cha. Hay nói cách khác, họ nhìn nhận Đức Chúa Cha nhưng không nhìn nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói: ta chính là con của Đức Chúa Trời, nếu các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời mà ghét ta thì các ngươi cũng đang ghét chính Cha rồi. Vì không thể nào mà yêu Cha mà lại ghét con, ghét con mà lại yêu Cha, không bao giờ có thể có điều đó được. Và lý do họ phủ nhận Đức Chúa Giêsu bởi vì họ không tin Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu xưng nhận rằng Ngài chính là con Đức Chúa Trời, là Thượng Đế thành người. Ngài nói rằng nếu ai ghét ta cũng là ghét Cha, chối ta cũng là chối Cha. Câu số 24, ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội, nhưng bây giờ ta thấy cái việc đấy và họ lại cũng ghét Cha ta. Dừng ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp rằng họ ghét ta vô cớ.
Xin chúng ta hãy nhớ dùng câu Kinh Thánh này trong buổi sáng hôm nay. Chúa Giêsu nói rằng họ ghét ta vô cớ. Ngài không nói rằng họ ghét ta có cớ, mà họ ghét ta vô cớ. Cho nên đây là điều quý vị cần phải mong đợi trong một cuộc đời đi theo Chúa của mình. Tự nhiên mình đi theo Chúa làm sao mà bây giờ lại thiên đứa bạn thân nhất của mình lại quay ra là ghét mình. Mình không hiểu tại sao ghét. Nó ghét vì cái lý cớ gì? Chẳng có lý cớ gì để mà nó ghét. Nhưng mà tự nhiên nó ghét. Chúng ta biết là trong thế giới tăm tối thì có một cái thế lực thù địch luôn luôn chống đối lại. Cái đối tượng ở trong chúng ta và đối tượng ở trong thế gian này thù địch lại với nhau. Đó là thế giới ánh sáng và thế giới bóng tối. Thế giới của Chúa và thế giới của ma quỷ luôn luôn tương phản với nhau. Và thế giới đang vận hành qua ai? Vận hành qua con người. Trong chúng ta có Thánh Linh thì trong những cái người chống nghịch Chúa lại có tà linh. Cho nên khi mà chúng ta không đi theo họ thì cái thế giới tà linh tăm tối ở trong họ bắt đầu ghen ghét mỗi một chúng ta. Matthew đoạn 7 câu 13, 14 Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy bước vào kẻ cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng quát thì dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống kẻ kiếm được thì ít. Chúa Giêsu không hứa với chúng ta rằng mình đi theo Chúa mọi cái đều dễ dàng. Chúa nói trước rằng nếu như chúng ta đi trên con đường rộng và khoảng quát, rất nhiều người đi, mọi người đều vỗ tay ủng hộ chúng ta, nhưng dẫn đến sự hư mất. Con đường hẹp rất khó đi nhưng mà dẫn đến sự sống. Chúa Giêsu bảo chúng ta đi con đường hẹp đó. Có những người nói với tôi, bao giờ mẹ thôi để bao giờ tôi gần chết tôi đi theo Chúa. Khi mà nói về ngày Chúa trở lại thì có người nói với tôi rằng thôi để bao giờ mà trước khi ngày Chúa trở lại anh báo với em một câu. Vì tại sao? Họ biết một điều rằng bây giờ đi theo Chúa khó quá, phải từ bỏ. Bây giờ đang ngoại tình với người này người kia là phải từ bỏ. Không được. Mình đang sống một đời sung sướng với tình nhân của mình, bây giờ từ bỏ không được. Mình đang ăn gian nói dối, mình đang buôn bán và kiếm lời rất nhiều, bây giờ bỏ đi tự nhiên lại mất hết tất cả cái khoản lời đấy. Làm sao mà bỏ được? Bây giờ Chúa chưa biết thiên đàng, chưa nhìn thấy. Trước mắt đây này, cần ăn, cần uống, ngày càng nhiều tiền càng tốt. Tiền cho đời mình và đời con cái của mình. Nhưng họ không biết được điều rằng tất cả những cái đấy rồi sẽ dành cho sự hư nát mà thôi. Chúa Giêsu đã từng nói trong câu chuyện người giàu đó. Nếu như đêm nay linh hồn ngươi lại thì của cải của ngươi sẽ về tay ai? Ngày hôm nay Chúa có thể ban cho chúng ta khả năng để làm ra tài chính, nhưng mà chính đêm nay Chúa có thể cất linh hồn chúng ta. Và khi Chúa cất linh hồn chúng ta đi rồi thì liệu linh hồn của chúng ta có được đưa vào vương quốc của Chúa ở trong sự hiện diện của Cha chúng ta không? Vì con mới được ở trong nhà của Cha. Không phải con làm sao được ở trong nhà của Cha. Đi trên con đường hẹp rất khó, nhưng nó lại dẫn đến sự sống. Ngày xưa tôi chăm sóc các bạn công nhân ở Malaysia. Có một bạn này, bạn làm ở trong môi trường xây dựng. Thì bạn ấy nói chuyện với tôi, tất cả mọi người trong công ty đều ăn trộm. Tất cả mọi người trong công ty, từ người Việt Nam cho tới người Indo đến người India đều ăn trộm hết. Thì công ty xây dựng mà, họ làm mà cứ lấy sắt thép các thứ ra bán, ông chủ không kiểm soát được. Mỗi một em, một mình em tin Chúa em không ăn trộm. Nhưng mà em không ăn trộm cũng khó. Vì nếu mà em không ăn trộm, chẳng may mà công ty nó biết là có người ăn trộm, nó sẽ đổ tội cho em là thằng Mách Bảo, thằng chị Điền. Nếu quý vị là ở trong môi trường đấy, tất cả mọi người đã ăn trộm hết, mỗi mình đi theo Chúa mình không ăn trộm thôi. Chứ đừng làm ngược lại nhé. Tất cả mọi người không theo Chúa không ăn trộm, mỗi mình theo Chúa ăn trộm là thế. Đấy.
xử như thế nào? Tôi nói rằng là tất cả mọi cái lối sống của chúng ta nó phải được hình thành từ cái rất nhỏ. Nếu như chúng ta đi đến một cái công ty mà cái cơ hội ăn cắp ăn trộm với số tiền rất lớn ấy, mà chúng ta dễ dàng để mà ăn cắp ăn trộm ấy, thì thường thường nó là do mình đã bắt đầu ăn trộm ăn cắp từ cái nhỏ ở trong gia đình. Đi học đã ăn cắp ăn trộm cái bút chì của bạn này. Tôi là giáo viên thì tôi thấy đôi khi tôi phải rất là nghiêm túc để dạy những bài học đạo đức cho học sinh. Khi tôi kiểm tra bài ấy, thì tôi bảo học sinh là còn tự viết bài ra giấy. Nhưng mà tôi biết, tôi không nhìn. Tôi biết rằng là sẽ có những bạn không thành thật viết bài ra xong lại lại dở cái bài cũ ra viết vào. Do đó thì tôi biết được là bạn này không thành thật. Tôi mới bảo, tôi bây giờ đứng dậy đọc đi. Không nhìn thấy các bác bảo lại, các bác sẽ có đọc đi. Đọc không được. Tôi nghiêm mặt tôi bảo tại sao viết ra thì viết được mà đọc thì không đọc được. Thế là thế nào? Thế là giả dối thôi. Tôi nói rằng là nếu như một lần như thế nữa thầy trả về cho phụ huynh không dạy nữa. Vì đôi khi đấy cái nhỏ, rất là cái nhỏ, vì mình quen với ăn cắp ăn trộm cái nhỏ rồi cho nên là gặp những cái lớn thì cũng bình thường. Nhưng mà nếu mà mình nghiêm túc trong cái nhỏ thì cái lớn mình sẽ nghiêm túc. Quý vị biết tại sao người ta có thể ăn cắp được ngân hàng không? Ăn trộm ăn cắp ăn cướp được của ngân hàng không? Bởi vì ở từ trong tư gia người ta đã ăn cắp những cái rất nhỏ rồi, của bố của mẹ. Và đôi khi nó trở thành cái nếp sống. Rồi có những người thì có cái thói quen nói dối. Nói dối trở thành một cái phần tự nhiên của một việc tự nhiên. Mở miệng ra nói dối là mình tin Chúa mình cũng giữ cái thói quen đấy. Nó thành cái tự nhiên là mình cứ ai hỏi cái gì mà ngược lại với cái điều mình muốn nói là mình có thể nói dối ngay được. Vậy tại sao từ trong cái nếp sống gia đình, từ trong cái nếp sống cá nhân chúng ta đã quen cái lối sống đấy rồi. Bây giờ mình đi theo Chúa tự nhiên mình phải điều chỉnh rất nhiều bài nhé. Đó là lý do tại sao mà Giăng Bọc-tít và Chúa Giê-xu đều giảng một sứ điệp chung, đó là hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Còn đâu chúng ta đi giao giảng thì dễ giao giảng một nửa sứ điệp của Chúa Giê-xu, đó là tin đạo tin lành và không cần ăn năn. Chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta chỉ cần tin là được cứu, không cần ăn năn tội? Sứ đồ Gia-cơ nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Ngày hôm qua tôi chat với một bạn học sinh của tôi trước học chương trình kỹ năng mềm. Tôi gửi cái bài hát tôi sáng tác cho bạn xong bạn nói, giờ em cũng muốn đi theo Chúa này. Thì tôi quý vị, vì chúng tôi rất thân với nhau, tôi nói, tôi chưa bao giờ tin bạn đâu nhé. Chưa bao giờ tôi tin bạn nói cái gì là nghiêm túc nha. Em bảo, vâng em nói nghiêm túc đấy, em muốn đi theo Chúa. Em có biết rằng đi theo Chúa là từ bỏ tội lỗi không? Thường là chúng ta là đi theo Chúa thì ok, nhưng mà từ bỏ tội lỗi thì không. Thì cái đấy nó khó lắm. Và đôi khi chúng ta lại đi tìm một cái suy nghĩ sai như này thế này. Cứ đi theo Chúa thì dần dần mình từ bỏ. Chỗ nào trong mình đánh giận như vậy? Chúa Giê-xu và Giăng Bọc-tít bảo rằng hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng ta hiểu ý nghĩa của phép báp têm bằng nước không? Khi mà Giăng làm báp têm bằng nước thì Ngài nói với binh lính và nói với đoàn dân làm sao? Hãy từ bỏ. Người thu thuế đừng thu quá luật định nữa. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Phép báp têm Giăng Bọc-tít làm là làm ở đâu ạ? Làm công khai dưới sông Giô-đanh chứ không phải là làm ở trong nhà thờ. Ngày hôm nay làm trong nhà thờ cho nó tiện. Nhưng mà
ngày xưa làm bằng công khai ở sông Tô Đanh. Quý vị biết tại sao làm công khai ở dưới sông Tô Đanh không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vì sông là nơi mà mọi người đến lấy nước mà, thời kỳ đó người ta chỉ lấy nước ở sông với giếng thôi, làm gì có máy nước đến tận nhà như bây giờ. Đó, khi một người mà làm các bóc kem ở sông Tô Đanh, tất cả mọi người chứng kiến là ông này ông đang từ bỏ tội lỗi và đi theo Chúa Giêsu. Cho nên tự nhiên ông ấy cũng sẽ phải nhận thức rằng là tất cả mọi người đã chứng kiến những việc đấy rồi, bây giờ mình không thể sống như trước nữa. Và cái người đấy cũng sẵn sàng là chấp nhận những cái giá trả của đức tin. Nên ngày nay chúng ta nhận lễ bắt em và tin Chúa Giêsu cũng như vậy, ông bà anh chị em, chúng ta cũng cần phải nắm một cái tinh thần đó là đi theo Chúa. Đi theo Chúa với đúng cái ý nghĩa của nó. Chúng ta rất dễ dàng một tin lành không phải là tin lành của Chúa. Chúng ta vẽ cho người ta một cái cửa rất rộng, đến khi người ta đi vào đấy người ta không gặp theo điều người ta mong đợi, cuối cùng người ta bỏ. Vì mình cứ vẽ cho người ta đi theo Chúa là được phước về tài chính, được phước về vật chất, được phước về chữa lành, vân vân. Thì tôi nói tất cả điều đó nó không có sai, nhưng nó không phải là tất cả. Một trong lời hứa mà Chúa hứa cho tất cả những người đi theo Ngài đó là sự bạc bợ và sự ghen ghét. Hãy chấp nhận một tinh thần phải sẽ bị bắt bớ và ghen ghét của mọi người. Amen. Hallelujah. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu số 22. Dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đỗ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Các sứ đồ đã khuyến bảo các môn đồ rằng phải trải qua nhiều khó khăn mới vào được nước thiên đàng. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta đã cầm cái thẻ công dân của nước thiên đàng và cầm cái hộ chiếu của nước thiên đàng. Để được thực sự bước vào nước thiên đàng thì chúng ta phải trải qua rất nhiều sự thử thách về đức tin. Quý vị nhớ câu chuyện của Gióp không? Khi mà gia đình được phước, được thịnh vượng, được giàu có, được tiến tâm á, thì mọi cái đều rất tốt đẹp. Nhưng đúng một cái Chúa để cho tai họa giáng xuống, nhà cửa, tài sản mất hết, con cái thì bị chết, người rót thì kẻ ở đây, người ra bệnh tật. Lúc đấy là lúc thử thách đức tin đấy. Lúc đấy thì biết được là cái đức tin của mình như thế nào. Chúa cũng sẽ cho nhiều sự thử thách xảy đến trong đời sống cơ đốc. Nhiều người bảo sao? Đi theo Chúa, tự nhiên đi theo Chúa gặp nhiều khó khăn. Chúng ta không đi theo Chúa, chúng ta cũng gặp khó khăn. Mà đi theo Chúa, chúng ta cũng gặp khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn ở trong Chúa là những cái sự thử thách đức tin Chúa cho phép xảy đến để xem thử xem chúng ta có trung kiên bước đi với Chúa hay không, hay chúng ta nản lòng, chúng ta rút lui trước những cái thử thách. Quý vị nhớ vợ ông Gióp nói gì không? Sao giờ này ông còn tin cậy Đức Chúa Trời, ông hãy rủa xả Đức Chúa Trời mà chết đi. Trong khi mà chúng ta được phước thì sẽ có rất nhiều người vỗ tay đi theo Chúa phước thế. Nhưng mà khi thử thách xảy đến thì sẽ có nhiều người, thậm chí là người nhà của chúng ta, khuyên bảo chúng ta rời bỏ Chúa và nói những lời tiêu cực. Lúc đấy đức tin của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có còn trung kiên bước đi với Chúa hay không? Chúng ta còn tiếp tục tin cậy vào nơi Chúa hay không? Tôi đọc một cái cuốn sách có một người ở bên Mỹ tặng tôi trong một cái chuyến tôi đi công tác ở bên Mỹ. Thì câu chuyện này, tôi đọc hết cái câu chuyện này trên máy bay. Nó là cái câu chuyện của một người Hồi giáo, là người Trung Đông, nhưng mà đi tị nạn ở bên Mỹ, sau đó thì được chấp nhận làm công dân ở đó. Chúng ta biết đến nước Mỹ là nước tự do mà. Tự do, anh muốn làm gì được, anh muốn xưng mình là Giê-xu để thành một tôn giáo, cho người ta theo mình cũng được, anh muốn làm gì cũng được.
vì đất nước mình nó tự do, không ai có quyền bắt người khác phải theo tôn giáo hay bỏ tôn giáo đó hết. Thế mà cô bé này trải qua một hành trình tiếp xúc với người tin lành, và sau đó thì được nhận biết Chúa và tin Chúa. Khi cô ấy tin Chúa, nếu mà chuyện này xảy ra ở đất nước Hồi giáo thì chúng ta có thể dễ hiểu, nhưng mà xảy ra ở một đất nước tự do, cô ấy bị chính người nhà của cô ấy săn lùng và tìm giết, và cô ấy trốn bay ra các bang, vậy mà họ cử người đi đuổi theo để giết cô ấy. Rồi một cái câu chuyện rất lâu rồi tôi đọc, đây là một cái câu chuyện, toàn những câu chuyện có thật xảy ra ở đất nước Hồi giáo. Thì cô bé này cũng tình cờ nghe được cái đài tin lành, phát thanh tin lành bằng cái tiếng Ả Rập. Tức là trong đó phần cuối chương trình ấy, thì sẽ có một cái câu là cái phần là: nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hãy viết thư cho chúng tôi, liên lạc theo địa chỉ sau. Tức là cô ấy gửi thông tin cho họ, tức là họ hàng tháng thì họ cứ gửi tài liệu cơ đốc đến. Khi mà cô đọc thì gia đình lúc đầu cũng hơi nghi ngờ, cô không có thể hiện mình là người theo Chúa. Cô cứ đọc xong cô lại giấu đi, và đấy là một cô gái gọi là một con cưng của gia đình. Gia đình rất là yêu mến cô bé này. Và quý vị biết đâu, đến khi gia đình phát hiện ra con gái của mình đi theo Chúa Giêsu, thì đó là bắt đầu những chuỗi ngày không khác gì địa ngục. Đầu tiên gia đình gây áp lực bắt bỏ, và cô ấy không bỏ. Và sau đó thì gia đình tìm cách để gây áp lực rất lớn, và cô phải bỏ nhà đi. Và thậm chí là họ tìm cách để giết con gái của mình. Nếu đó là quý vị, nếu như những chuyện như vậy xảy ra ở trong chúng ta và gia đình của chúng ta sẽ cư xử như nào? Có thể chúng ta sẽ nghĩ thôi, Chúa để ở trong lòng, Chúa để ở trong tâm. Chúa Giêsu đã nói rất rõ, người nào chối ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ chối người đó trước mặt Cha ta ở trên trời. Người nào xưng ta ra trước mặt thiên hạ, ta sẽ xưng người đó ra trước mặt Cha ta ở trên trời. Thiên đàng mà chúng ta đang hướng tới xứng đáng để chúng ta trả tất cả mọi giá. Ngày mà tôi mới gặp gỡ Chúa năm 1997 ấy, cái lòng tôi nóng cháy lắm, lúc nào cũng muốn nói với Chúa như người khác. Không nói không yên, không nói không chịu được, lúc nào thích nói về Chúa. Chứng đạo đơn lúc nào cũng có ở trong người. Mà tôi nói nhiều đâu, thì tôi nhìn là ánh mắt của bạn tôi, nó nhìn tôi như một cái thằng gọi là từ trên trời rơi xuống. Và quá nhiều cái cuộc vui thì tôi không hòa nhập được. Vì cái văn hóa cơ đốc của mình không hòa nhập được, nó đã tạo ra một sự khác biệt rồi. Sau đó thì mình lại nói về cái đức tin với Chúa. Đối với chúng nó thì là đạo nào tốt, anh tin thì cứ tin, anh tin thì tin đúng. Chúng ta thì cũng nghĩ như vậy, đạo nào cũng tốt. Tuy nhiên là chúng ta thêm một cái đó là nếu như mà không có Chúa Giêsu thì xuống địa ngục. Mình biết trong tâm như thế, và mình muốn chia sẻ về Chúa cho bạn hữu của mình. Nhưng mà người ta lại không nghĩ như mình nghĩ. Quý vị ạ, cái vấn đề là người ta không nghĩ như mình nghĩ. Người ta bảo cái thằng này thằng cuồng tín. Còn đối với tâm của mình thì mình nghĩ rằng mình cần phải cứu những người thân yêu, những người bạn hữu của mình. Nhưng người ta lại không nghĩ như vậy. Chính vì vậy người ta bắt bớ chúng ta. Và đó là những cái giá phải trả cho một người đi theo Chúa. Amen ông bà anh chị em. Amen. Nếu mà chúng ta muốn đi trong con đường dễ, thì
không có phần thưởng gì tới với Chúa. Có thể chúng ta sẽ được cứu mà không có phần thưởng gì với Chúa. Khi mà tôi đi phục vụ Chúa, cái thời kỳ đấy nó còn bắt bớ nhiều lắm quý vị ạ. Bây giờ quý vị muốn nhóm đầu nhóm hình thành hội nhóm đăng ký là được nhóm. Thời kỳ đó còn rất nhiều bắt bớ và khó khăn. Thế đó gia đình của tôi thương thuyết với tôi đến bây giờ được đi theo đạo được, nhưng mà chủ nhật đến nhà thờ thì ngày thường không có đi giảng đạo, không có đi nhóm học đồng của tôi. Quý vị người ta, à, thế thì cũng được đấy nhỉ, thế thì mình bớt đi một phần đi. Không đi giảng đạo, không đi chia sẻ, không đi mà mang công việc Chúa nữa. Tôi giữ đức tin là được, chủ nhật đến nhà thờ xong rồi về. Đỡ phiền hà đến gia đình. Vì tôi đi phục vụ Chúa phiền hà gia đình quá, tôi nói thật ông bà chị em. Thứ nhất ăn cơm nhà bắt tù vàng tổng, chẳng đem được đồng nào về nhà. Thứ hai, sao? Gây phiền hà thỉnh thoảng công an đến hỏi thăm. Rồi thỉnh thoảng là sao nữa ạ? Phụ huynh lại gọi điện đến, phụ huynh lại đến kêu ca phàn nàn. Tôi đến, tôi đi học bạn, tôi làm chứng cho bạn tôi tin Chúa. Ông ngoại của tôi ra uống bia ở cái quán bạn tôi, mẹ bạn tôi bảo ông ấy, ông bảo cái thằng Duy nó về được truyền đạo cho con cháu con của con đó. Thế ông tôi lại về lại là lắm. Mặt chúng ta mà không dày, chúng ta không thể bước đi với Chúa được. Nếu mà tâm của chúng ta mà không luôn luôn hướng về chương trình đàn ấy, thì không thể nào chúng ta tồn tại được trước những thử thách, trước những bậc bậc. Quý vị đã đi theo Chúa đã là khó rồi, thì còn đi phục vụ Chúa và phải đối mặt với những sự bắt bớ từ tứ phía thì càng khó hơn nữa. Nhưng nếu mà chúng ta thối lui, chúng ta bỏ cuộc, thì chúng ta không xứng đáng để đi theo Ngài được. Rồi có những người đã từng đi theo Chúa, đã từng hát thánh ca, đã từng tham gia việc này việc kia rồi, đến khi gặp khó khăn bắt bớ họ từ bỏ Chúa. Tôi nói những người đấy không xứng đáng để vào nước thiên đàng. Chúa Giêsu không quan trọng đối với họ thì họ không xứng đáng để vào nước thiên đàng. Chẳng anh chị em đi theo Chúa ngày hôm nay chúng ta vẫn còn gặp những sự khó khăn, tuy nhiên nó không ở mức độ mất sự sống. Sau năm 1975, quý vị biết có rất nhiều mục sư phải ngồi vào tù. Rất nhiều mục sư phải ngồi tù vì lý do giảng đạo. Đến thời kỳ của Antichrist, kẻ chống nghịch đấng Christ hiện ra, thì sự bắt bớ nó sẽ vô cùng kinh khủng. Mà bản thân Kinh Thánh đã nói trước điều đó là sự bắt bớ sẽ xảy đến trên toàn thế gian. Thời kỳ đó là thời kỳ mà những người nào xưng nhận đức tin nơi Chúa Giêsu thì có thể sẽ phải bị chết. Nếu như điều đó xảy đến thì sao đức tin của quý vị sẽ như thế nào? Nếu như chúng ta chối Chúa Giêsu đấy thì chúng ta không xứng đáng được lên thiên đàng quý vị ạ. Khi quân khủng bố IS tấn công đất nước Syria. Syria chúng ta biết là phía bắc của đất nước Israel, và Syria được biết đến Cơ Đốc giáo từ cái thời kỳ của Chúa Giêsu rồi. Họ biết đến do Thái giáo, tức là biết đến Kinh Cựu Ước từ cái thời đại của Cựu Ước rồi. Vì hai đất nước giáp nhau giống như Việt Nam, Trung Quốc với Lào và Campuchia. Và họ đã tiếp nhận đạo từ ngày đó, cho nên là cái số lượng người theo Chúa cũng rất là nhiều. Nhưng mà khi quân Hồi giáo đến thì họ càn quét, họ giết rất nhiều người theo đạo. Dân số Cơ Đốc ở Trung Đông càng ngày càng giảm sút vì lý do giết hại. Chúng ta đang sống ở đất nước Việt Nam. Nếu như quý vị là công dân của một nước Hồi giáo thì sẽ sao? Quý vị biết tại những cái thời điểm như này ở tại Philippines ấy, Philippines thì đến 90%, hơn 90% là người Công giáo.
trong đó có dân số, những tiểu số như là Tin Lành là một tiểu số này, rồi Hồi giáo cũng là một tiểu số, số ít thôi. Mà quý vị biết là cái đảo mà có đa phần là người Hồi giáo ấy, thường xuyên là họ tàn phá nhà thờ và giết hại ở Indonesia. Ở Indonesia cũng như vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như điều đó xảy đến cho chúng ta? Chúa không hứa cho chúng ta là khi đi theo Ngài chúng ta sẽ được mọi người ủng hộ và tất cả mọi cái đều dễ dàng. Chúa hứa rằng chúng ta sẽ bị người đời ghen ghét. Cha sẽ nộp con sẽ nộp cha. Dâu sẽ nghịch cùng với bà ra sẽ nghịch cùng với dâu. Sự ghen ghét, sự chống nghịch sẽ xảy ra từ trong chính gia đình của mỗi một chúng ta. Chúa Giêsu và nước thiên đàng của Ngài xứng đáng để chúng ta trả giá. Vì nếu chúng ta được cả thiên hạ mà hư mất linh hồn mình thì là vô ích. Chúa Giêsu nói như vậy. Nếu như một người được cả thiên hạ này, được chồng, được vợ, được cha mẹ, được con cái mà mất linh hồn thì vô ích. Ngày xưa tôi mới bắt đầu hội thánh thì tôi chăm sóc rất nhiều thanh niên. Quý vị biết không? Rất nhiều thanh niên, đặc biệt các bạn nữ đến tuổi lấy chồng rồi, trong hội thánh có ít người thanh nam không tìm được người chồng trong Chúa, đi lấy chồng ngoài đạo, bây giờ bỏ đạo. Tôi nói những người đấy không xứng đáng để được lên thiên đàng. Đặt việc lấy chồng lấy vợ quan trọng hơn cả linh sự cứu rỗi của linh hồn mình thì không xứng đáng để được lên thiên đàng. Chúng ta không tin một điều rằng Chúa là đấng nắm giữ tương lai và đấng sẵn sàng tất cả mọi điều cho chúng ta hay sao? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 lời Chúa nói thì trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì mọi điều khác sẽ ban cho thêm. Chúa Giêsu nói rằng tóc trên đầu các con đã đếm hết rồi. Ngài nuôi cho từng con chim sẻ ngoài đồng. Vậy là cái chuyện vợ, chuyện chồng là chuyện rất quan trọng mà Ngài không lo cho chúng ta hay sao? Dù cho chúng ta phải sống độc thân cũng không bao giờ lấy người ngoại đạo để mà rồi người ta dẫn chúng ta đi vào con đường bỏ đạo. Và có nhiều người nói rằng là thôi mình cứ lấy đi thì dần dần cảm hóa anh ấy. Chúng ta nói ngược lời Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta vợ phải vâng phục chồng. Chúng ta bảo là cứ lấy đi rồi đến chủ nhật thì anh ấy không đi thì mình đi, mình dắt con đi. Chúng ta đang nói ngược lời Chúa đấy. Vì lời Chúa dạy vợ vâng phục chồng mà. Vâng phục cả những người chồng không theo đạo, chứ không phải chỉ vâng phục những người theo đạo đâu. Cả những người chồng không tin kính vẫn cứ phải vâng phục. Đấy là lời Chúa dạy như vậy mà. Bây giờ cô lấy cái người chồng không có đạo mà người ta bảo anh cô không được đi, mà cô được đi là cô đang không vâng phục chồng rồi. Cô đang tạo xung đột rồi. Cô muốn đưa con đến nhà thờ, ông chồng bảo không, tôi không muốn con đi theo đạo. Mà mình lại tranh đấu việc đấy thì không đúng. Vì lời Chúa dạy rằng là người vợ cũng không phải chồng. Nghe tôi nói với ông bà anh chị này, theo Chúa rất khó đấy. Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu mới nói với hội thánh Ngài: các người hâm hầm, không nóng cũng không lạnh. Tức là người ta ở trong trạng thái là nửa đời nửa đạo. Ở với người đời thì ra người đời, ở với người đạo thì ra người đạo. Sống nửa đời nửa đạo, cái tình trạng thì rất nhiều. Tại sao sợ bắt bớ này, sợ khó khăn này, sợ thử thách này, không dám đối đầu, không dám đương đầu. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là nếu ngươi hâm hầm thì ta sẽ nhả ngươi ra. Và Chúa nói như vậy, đừng có sống kiểu nửa đời nửa đạo. Nếu ngươi hâm hầm ta sẽ nhả ngươi ra. Và đấy là tình trạng chung trong thời kỳ sau rốt này.
có tiếng là có đạo nhưng mà không sống đạo. Gia-cơ đoạn 1 câu số 2 câu số 4, sứ đồ Gia-cơ nói như này: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sứ đồ Gia-cơ khích lệ hội thánh. Lúc này hội thánh đang trải qua sự bắt bớ. Ông nói rằng là hãy coi mọi sự thử thách mấy bề trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Con người xác thịt chúng ta không ai là vui mừng trong những cái cảnh cả. Mình chỉ mất chút tiền nên mặt mình đã ỉu xìu xìu rồi. Không ai vui mừng trong cái nghịch cảnh đó, nhưng mà lời của Chúa nói rằng hãy vui mừng trong nghịch cảnh, hãy biết rằng là sự thử thách đấy Chúa cho phép sẽ đến để sinh ra đức tin và sự nhịn nhục. Trong sách Khải Huyền ấy, thì có nói đến một cái con số, mà cái con số này thì lại không ghi cụ thể mà chỉ nói là con số thôi. Đó là số những người tử đạo chừng nào mà chọn đủ cái con số, cái người tử đạo là chọn thời kỳ của Chúa. Thế thì con số đấy là bao nhiêu? Con số đấy chắc chắn là tính từ cái thời điểm của Kinh Thánh cho đến tận ngày Chúa Giêsu tái lâm. Con số là bao nhiêu? Bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu? Không biết. Chỉ có mỗi Chúa mới biết con số đấy thôi. Nhưng mà trong sách Khải Huyền có cho chúng ta biết là chừng nào để đủ chọn con số những người tử đạo thì kỳ của Chúa đã chọn. Thì điều đó có nghĩa là trong hội chúng của chúng ta đây, có thể là Chúa chọn một người nào đó trong số chúng ta đây, vài ba người nào mình không biết. Ai sẽ là người được chọn cho việc này? Không biết. Chúa biết và người đó sẽ biết. Nhưng tất cả chúng ta đều phải sống trong tinh thần của việc tử đạo, vì cái sự thử thách khắc nghiệt đang chuẩn bị đến. Sứ đồ Phaolô thì nói tiên tri rằng là thời kỳ sau rốt là thời kỳ khó khăn. Thế nào là khó khăn? Phải hiểu đúng ý nghĩa của sự khó khăn. Đó là thời kỳ khó khăn. Và rồi lời của Chúa nói rằng là sự bắt bớ sẽ đến trên toàn thế gian. Cho nên trong sách Cải Huyền Chúa nói rằng là khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mão triều thiên của sức sống. Khá trung tín cho đến chết mà có vẻ Chúa hứa là lúc nào Chúa cũng bảo vệ đâu. Lời hứa về sự bảo vệ đúng, dù người đi qua sông, sông chẳng nhấn chìm, đi qua lửa, lửa chẳng thiêu đốt. Có chỗ thì Chúa hứa về sự bảo vệ, nhưng cũng có chỗ thì Chúa lại hứa rằng là cứ chết đi rồi ta sẽ ban cho người mão triều thiên của sức sống. Chứ không phải 100% tất cả các cơ đốc nhân đều được sự bảo vệ đâu quý vị ạ. Có khi gặp những, có một số người Chúa cho phép đối mặt với thử thách để thử nghiệm đức tin của họ, và có một số người Chúa chọn đấy để đưa họ vào trong danh sách con số những người tử đạo. Bao giờ con số đấy đủ với thì tỷ của Chúa sẽ chọn. Cái người mà đi theo Chúa thật đây là người phải sẵn sàng chết vì Chúa Giêsu. Quý vị nói mà đi theo Chúa mà khi thử thách xảy đến mà không dám chết vì Chúa Giêsu thì quý vị chưa phải là người đi theo Chúa thật đâu. Chỉ là đi theo Chúa giống như một số người ấy, đến gặp mấy ông thần tài đấy. Vì chúng ta sinh ra trong cái văn hóa thần tài ấy, quen rồi mà. Và họ đến để xin tiền, xin phước. Xin phước
xin Chúa giải quyết nan đề. Khi Chúa không giải quyết nan đề, không Chúa không ban phước cho thì thôi, bye bye Chúa, bỏ Chúa. Bởi vì anh nhìn xem đó, từ trong cái hội thánh của chúng ta đó, có những con người đến đây để xin phước, sau một thời gian không thấy phước đâu họ bỏ. Họ không xác định rằng là đi theo Chúa để trở lại thờ phượng đấng tạo hóa, đấng tạo nên mình. Đó mới là thái độ đúng đắn. Mình phải trở lại để thờ đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên mình. Và cái phước hạnh thực sự, phước hạnh lâu dài, phước hạnh mãi mãi đó là sự cứu rỗi linh hồn và sự tha thứ tội lỗi. Chúa có thể ban phước về sức khỏe, về kinh tế, về vật chất, nhưng đó không phải là tất cả. Vì rồi dù chúng ta có được phước đến mấy rồi, chúng ta cũng sẽ lìa thế giới này để lại tất cả phước hạnh đó. Cho nên phước hạnh thực sự lâu dài nhất đó là phước hạnh về sự cứu rỗi cho linh hồn. Matthew đoạn 5 câu 10 đến câu số 12. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công lý, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi hãy vui vẻ nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Chúa Giêsu nói rằng khi nào mà chúng ta vì cớ sự công bình bắt bớ thì đấy là điều phước hạnh, chứ không phải là một cái sự lùa xả. Còn khi mình bị bắt bớ vì mình làm điều gì sai á, thì phải ăn năn trước Chúa, đáng xấu hổ. Nhưng khi chúng ta vì sự công bình mà bắt bớ thì anh cảm tạ ơn Chúa, vui mừng. Khi người ta lấy mọi điều giữ nói vu cho các người thì các người sẽ được phước. Ai mà nói vu, nói khống cho chúng ta thì mình máu lên tận cổ. Nói thêm một câu nữa là phun vào mặt đó. Giêsu nói ai mà nói vu cáo, tức là nói không có sự thật. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Amen. Đấy là dấu hiệu của việc phước hạnh đạt đến. Còn đâu ai mà nói vu cáo cho mình, như mình phun mặt vào mặt người ta thì mình đuổi phước hạnh đi. Chú đang chuẩn bị ban phước hạnh thì mình lại đuổi đi thế thôi. Mình cứ cầu ngày đêm cầu nguyện Chú ban cho con phước hạnh, ta sắp ban cho con phước hạnh. Nhưng mà để con đường dẫn đến phước hạnh là con phải bị vu cáo. Nhưng mà con không thích bị vu cáo. Thằng nào vu cáo con là chết. Thế thôi, chú bảo thôi, tăng cấp phước hạnh đi. Tôi nói thật, ông bà chị em chúng ta sống ở cái văn hóa thần tài nó quen này. Không cần biết ông thần ông nghĩ gì, chỉ cần biết là ông cứ cho tôi là được. Không có ông thần, ông quý vị xem thôi, mình thờ chúng, trước khi chúng ta thờ thần tài, chúng ta có hỏi ông thần nghĩ gì không? Chúng ta có bao giờ thấy ông thần ông dạy là con phải làm lành, lánh dữ, tu tâm tích đức, mấy ông thần tài không? Không có chuyện đấy đâu ạ. Cho nên chúng ta đến với Chúa rất dễ mang theo cái đồng thái đó. Ông bà anh chị em, phước hạnh sẽ đến, nhưng mà con đường thì không thể bỏ qua. Thiên đàng sẽ đến, nhưng mà đường đi lại rất hẹp. Muốn lên thiên đàng, nhưng mà muốn đi đường rộng. Năm 2007, lúc đấy tôi đang nhóm ở tại Malaysia, lúc đấy một hội thánh có mấy bạn công nhân đưa một cô lên nhờ thầy cầu nguyện đuổi quỷ cho cô này, vì cô này cô bị quỷ ám. Đêm ngủ là cô cứ cầm dao đuổi cho cả người rồi. Khi đến tôi cầu nguyện, cầu nguyện tà linh nó lăn lộn la hét ra, sau đó chúng tôi cầu nguyện trục xuất tà linh được ra khỏi. Tôi nói cô ấy, bây giờ Chúa đã giải phóng rồi, phải hết tâm và chọn ý đi theo Chúa nhé. Chị về nhà, bảo gọi điện về nhà báo là
đi theo Chúa. Và mẹ chồng bảo, nếu mày đi theo Chúa, mày sẽ không còn làm con dâu của tao nữa. Và quyết định của cô này là thôi. Tôi vẫn nhớ cô này, và thỉnh thoảng tôi lại hỏi lại các bạn mà đưa cô ấy đến, có liên lạc được với cô ấy không, để tôi lại được cứu cô. Rất tiếc, Chúa cứu. Chúa cứu rồi, không biết ơn Chúa để bám chặt vào Chúa, rời xa. Tôi nói những người đấy không xứng đáng để lên thiên đàng. Chúa đã gọi tên bạn, Chúa đã kêu và ban ân điển cho bạn, nhưng bạn tự bạn gạch tên mình ra khỏi sổ của Chúa. Cho nên đến ngày phán xét sẽ có nhiều người nói rằng, lạy Chúa, tôi đã từng đi nhà thờ, tôi đã từng cầu nguyện thế này, tôi đã từng dâng hiến, tôi đã từng nói kia. Chúa nói, hỡi kẻ ác, hãy lui ra khỏi ta, vì ta không biết người là ai. Ai được lòng mọi người thì sẽ mất lòng Chúa. Được lòng Chúa sẽ mất lòng mọi người. Lời Chúa cũng dạy chúng ta là hãy gắng hết sức để làm đẹp lòng mọi người. Đúng như vậy, chúng ta phải hết sức để làm đẹp lòng mọi người. Nhưng sự thực là dù chúng ta có gắng đến mấy rồi, cũng sẽ có những con người chúng ta không thể làm đẹp lòng họ được. Chúng ta cư xử, đối xử tốt với mọi người, nhưng rồi cũng sẽ có những con người đối xử tệ bạc đối với chúng ta. Nếu như một người mà cư xử tệ bạc với chúng ta nói, thế từ giờ tôi không bao giờ làm điều phúc cho ai nữa, thì tự mình sẽ đóng cánh cửa phước hạnh lại cho mình. Chúa Giêsu làm điều tốt cho người ta, bị người ta giết hại, nhưng Chúa Giêsu vẫn làm điều phúc cho họ. Cho nên phước hạnh sẽ đến, nhưng con đường của nó thì không phải là dễ dàng. Quý vị ạ, phước hạnh sẽ đến, nhưng con đường của phước hạnh không phải dễ dàng. Chúng ta phải cởi bỏ rất nhiều, cởi bỏ nhiều cái loại áo mà chúng ta thích mặc. Người con trai hoang đàng mặc cái áo nhơ nhớp của cái chỗ mà chăn lợn, về đến nhà cha phải cởi bỏ ra. Nếu như về đến nhà cha mà vẫn thích mặc áo chăn lợn thì đừng có vào trong nhà của cha. Chúng ta đi theo Chúa thực sự, chúng ta phải cởi bỏ tất cả những cái gì cũ của chính chúng ta, trong đó có cả cái sự tự cao, tự tôn, tự đại, tự ái, để mình có thể chọn tâm, chọn lòng mà đi theo Chúa. Con đường phía trước Chúa đang đợi sẵn, mão triều thiên của sự sống đã đợi sẵn. Quý vị biết Phaolô nói gì về mình không? Ông nói là tôi bản thân tôi phải cẩn thận, e rằng sau khi tôi giảng cho kẻ khác mà chính tôi bị bỏ chăng. Quý vị thấy Phaolô tự nhắc nhở bản thân mình ấy. Bản thân tôi phải rất cẩn thận khi đi theo Chúa, e rằng sau khi tôi giảng cho người khác mà chính tôi lại bị bỏ. Phaolô là người viết Kinh Thánh đấy quý vị, đầy dẫy Thánh Linh và đầy quyền phép đấy. Ông tự nhắc nhở mình và nói với mọi người như thế, tôi cũng phải cẩn thận này, e rằng sau khi tôi giảng cho người khác mà cuối cùng Chúa lại chẳng biết tôi là ai. Chứ anh chị em là ai? Đừng cứ đinh ninh, đừng cứ mình cứ đi nhà thờ xong là đủ nhé. Cái nếp sống hàng ngày của chúng ta đi trước Chúa này, sau khi chúng ta rời khỏi nhà thờ này, Chúa nhìn thấy hết tất cả mọi sự. Những cái sự thử thách Chúa cho đến, chúng ta có tiếp nhận hay không? Những cái khó khăn, những cái bắt bớ xảy đến, chúng ta có đón nhận hay không? Và đón nhận với thái độ tích cực hay không? Đón nhận mọi sự thử thách, mọi sự khó khăn, mọi sự bắt bớ sẽ đến với một thái độ tích cực. Cảm tạ ơn Chúa vì thế. Amen.